Chào các bạn, đây là hai vị búp bê của một cái anh khách hàng ở Bình Tân đặt cho anh Phi qua Zalo. Và sau khi chat xong qua Zalo thì anh Phi set up dịch vụ giao hàng trong vòng 3 tiếng được cho anh. Thì đây qua Bình Tân, Aeon Bình Tân thì khá xa, cho nên cái phí giao hàng qua tới Bình Tân là tới 66.000 lận. Nhưng mà do anh ở tận ở Gia Lai xuống đây đi công tác và mua đồ chơi về cho con, cho nên là cũng đang gấp quá, cho nên không thể chọn dịch vụ giao qua ngày. Dịch vụ giao qua ngày đối với thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 18.000 thôi các bạn, nhưng mà do anh giao gấp quá cho nên nó tới 66.000 ha. Và bây giờ Grab đang đứng ở phía sau lưng anh đang chờ lấy ha. Rồi anh Phi sẽ giao cho khách đây. Sorry các bạn, không phải anh Grab mà có một cái người khách họ ghé họ hỏi có bán cái chân để điện thoại không. Anh Phi không có cho nên anh Phi chỉ anh lên tìm điện thoại gần đó rồi. Thì để đặt hàng giao trong ngày đối với Abo thì rất là dễ, các bạn có thể Zalo hoặc gọi điện cho anh Phi trực tiếp theo cái số 0907902742, hoặc là Zalo theo cái số 0907509342. Thì sau khi set up về địa chỉ xong xuôi, tên người nhận xong xuôi thì anh Phi sẽ báo phí. Thường cái dịch vụ giao qua ngày là 18.000, còn cái dịch vụ giao trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì cứ tính cây số các bạn ha, thường là khoảng 5.000 một cây số nó nhân lên. Ai gấp quá thì mới dùng cái dịch vụ giao theo cây số này, hoặc là các bạn ở gần với khu vực Abo tầm khoảng 5 cây số đổ lại thì khoảng 25.000 thôi, thì các bạn nên đặt giao ngay. Còn nếu không thì các bạn đặt dịch vụ giao trong ngày nó sẽ hợp lý hơn. Nói chi dự giao trong ngày thì thực tế là nó sẽ giao qua ngày chứ không phải trong ngày. Ngày hôm nay đặt đó thường ít khi nó tính lắm, nó sẽ tính là qua ngày mai, cho nên là nếu không gấp thì các bạn đặt hôm nay và ngày mai nhận chơi thì cái chi phí nó rất là rẻ. Và bây giờ anh Huy sẽ tiến hành bỏ bịch ngay, và anh Huy sẽ đây ở phía sau nó sẽ có một cái đơn vị rao là Grab, cái mã đơn hàng mã dựng đơn ha. Anh Huy ghi như vậy, và phía trước nó chính là cái hóa đơn của cửa hàng Abo xuất ra. Và bây giờ anh Huy sẽ bỏ bọc. Đối với hàng giao trong ngày khu vực Grab thì anh Huy sẽ không đóng hàng, mà anh Huy sẽ bỏ vào bịch sớm thôi, và bấm cái hóa đơn này lên để anh Grab anh đi giao cho nó tiện. Rồi, nếu bạn nào muốn đặt hàng giao trong ngày, hoặc là giao trong vòng 3 tiếng, hoặc giao qua ngày, thì các bạn có thể Zalo cho anh Huy ha.